Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9. Trước đó ngày 4 tháng 9, hai bên đã nhất trí với các quy tắc do ABC đặt ra. Chiến dịch của Harris ngày 4 tháng 9 nói rằng, mặc dù đồng ý với quy định tắt mic, nhưng họ sẽ bị bất lợi bởi hình thức này vì nó sẽ giúp bảo vệ Donald Trump trước các cuộc trao đổi trực diện với Phó Tổng thống. Ngược lại, phía chiến dịch của ông Donald Trump cảm thấy vui mừng khi đối thủ chấp thuận quy tắc tranh cử. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy trước sức nóng cuộc đua vào Nhà Trắng, hai ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ năm 2024 đã và đang cho thấy mình có những lợi thế như thế nào. Người dân Mỹ nên đặt niềm tin vào ai? Những chính sách nào sẽ được thực hiện sau khi các ứng viên thắng cử? Đồng hành cùng biên tập viên Nga Vũ trong chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay sẽ là vị khách mời quen thuộc, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Thưa Thiếu tướng, có thể thấy rằng bà Kamala Harris đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, khoảng cách dẫn trước của bà Harris và ông Donald Trump đang thu hẹp một cách đều đặn. Vậy thì điều này có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc tranh luận sắp tới, thưa chuyên gia? Về cái mối quan hệ giữa hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống hiện nay bà Harris, thì có một cái thay đổi theo thời gian mà chúng ta cũng phải nên lưu ý. Cái cuộc đối thoại mà không chính thức ngày 27 tháng 6 giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, dư luận Mỹ cho này là cái thảm họa của ông Joe Biden. Trong đối thoại ngày 27 tháng 6 vừa rồi thì Joe Biden nói nhầm nhiều chỗ. Và cử tri Mỹ thấy rằng là ông còn sức khỏe để mà đảm đương cái nhiệm kỳ tiếp tục ở vị trí Tổng thống Mỹ nữa. Chúng cái dân đảng Dân Chủ họ cảm thấy rằng là tính toán cái chuyện phải thay ông Joe Biden rồi. Ngày 27 tháng 6 là một ngày thảm họa của đảng Dân Chủ, thảm họa của ông Joe Biden. Rồi sau đấy thì cử tri Mỹ cũng chưa có cái thái độ nào rõ ràng đối với hai người đâu ạ. Người ta phân vân về cái sức khỏe của ông Joe Biden thôi. Cái sự kiện 3 tháng 7 là cái sự kiện mà cựu Tổng thống Donald Trump đang thuyết trình để mà quảng bá về cái tranh cử của mình. Thì bị một cái thanh niên 20 tuổi ám sát hụt, bắn vào cái tai của ông. Cái sự kiện này và mà sau đấy mà Donald Trump là giơ cánh tay lên, người ta gọi là cánh tay lịch sử đấy ạ. Đây là ngày 13 tháng 7. Hai ngày sau, Đảng Cộng Hòa tổ chức đại hội và thống nhất cao cử Donald Trump ra là người viên trưởng Đảng Hoa. Cái không khí ngày 15 tháng 7, ngày 16 tháng 7 tạo ra một không khí mới cho cử tri Mỹ. Và có vẻ như là cử tri Mỹ nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Trong cái bối cảnh 4 ngày sau, buộc Tổng thống Joe Biden phải ra một quyết định dừng cuộc chơi. Chính là cái tác động của cái phát súng ngày 13 tháng 7 làm cho cử tri Mỹ có vẻ như nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Tình thế ấy buộc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden phải từ chức, phải dừng cuộc chơi và cử người phó của mình là bà Kamala Harris làm đại diện cho đảng mình đã tranh cử, một cái giai đoạn mới hoàn toàn được khác. Chỉ trong vòng 3 tuần mà Phó Tổng thống Harris đã đồng viên được gần 200 triệu đô la ủng hộ bà. 200 triệu đô la nó phản ánh được cái tâm tư, nguyện vọng, cái suy tư của cử tri Mỹ. Họ muốn có cái thay đổi. Chứ không dưng mà người ta chuyển tiền cho bà nhanh thế đâu, trong vòng một tháng 200 triệu. Như vậy là cuộc chơi này bắt đầu để chuyển dần từ cái Đảng Cộng Hòa sang Đảng Dân Chủ với bà Phó Tổng thống Harris hiện nay. Như vậy là cái bức tranh này đến giờ phút này nữa, thì có thể nói vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa rồi, cái dư luận Mỹ, các cái điều tra xã hội học đó, thì nghiêng về bà Harris. Cũng có cái dư luận cho rằng là bà Harris đã giành được áp đảo 55 trên 45 ông Donald Trump. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nói rằng là những số liệu là chỉ tương đối thôi. Đến giờ phút này thì
Có vẻ như dư luận Mỹ, cử tri Mỹ nghiêng về phía bà Harry hơn. Đây là thực tế. Ba cái ẩn số lớn tác động đến cuộc bầu cử mùng 5 tháng 11 này. Cái ẩn số quan trọng nhất, tôi cho quan trọng nhất là ngày mùng 10 tháng 9 này. Cái cuộc mà đối thoại giữa cựu tổng thống Trump với bà Harry này, tôi nghĩ là cuộc đối thoại này sẽ quyết định ngã ngũ. Ai sẽ thắng trong sau cái đối thoại mùng 10 tháng 9 này? Còn hai cái sự kiện ngoài nước Mỹ mà cũng tác động đến cái bầu cử năm tháng 9 là cuộc xung đột, cuộc chiến tranh Nga Ukraine. Nếu như từ bây giờ năm 9 mà Nga đè bẹp được Ukraine thì tôi cho rằng là cử tri Mỹ sẽ đặt vấn đề rất lớn chỉ người Joe Biden. Chắc chắn đến Joe Biden thì ảnh hưởng đến bà Harry rồi. Nhưng mà khả năng bây giờ năm 9 mà Nga đè bẹp Ukraine rất thấp. Thứ hai, bây giờ năm 9 mà nếu như mà xảy ra cuộc chiến tổng lực ở Trung Đông giữa Israel và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đó, thì cái điều này cũng tác động rất lớn đến cái lá phiếu của cái tỷ miệng năm 71 này. Một tháng nay, chính quyền Joe Biden đã bằng mọi cách từ nhiều hướng tác động vào chính quyền Tel Aviv và Tehran, yêu cầu hai bên này phải dừng cuộc chơi lại thôi. Các ông có thể trả thù nhau ở mức độ chấp nhận được thôi. Dứt khoát không thể được cuộc chiến đến tổng lực của hai nước này. Như vậy là tôi nghĩ là có khả năng loại bỏ hai cái nhân tố này. Nhân tố cuộc chiến Nga-Ukraine mà Nga đè bẹp Ukraine không có. Cái nhân tố chiến tổng lực ở Trung Đông cũng không có. Còn lại là mùng 10 tháng 9 này thôi. Thắng bài giữa cựu tổng thống Trump với bà Harry nằm ở mùng 10 tháng 9 này. Thưa chuyên gia, đến nay thì bà Harris đã phần lớn tỏ ra trung thành với các chính sách của chính quyền Biden. Và những lĩnh vực nào thì bà có thể đặt ưu tiên trong trường hợp bà thắng cử, thưa chuyên gia? Về cái chính sách của bà Harris, trong mối quan hệ ta bàn, trong mối quan hệ với cựu tổng thống Donald Trump, còn mấy vấn đề thế này, xung quanh vấn đề kinh tế, thì giữa bà Harris và cựu tổng thống Donald Trump khác nhau này. Kinh tế thì khác nhau ở chỗ, riêng về cái lĩnh vực công nghiệp á, thì hai người gần như nhau thôi. Khác nhau ở chỗ là gì? Bà Harry trung thành với người tiền nhiệm mà người cấp trên của mình là Joe Biden á, dành ưu tiên cho nền công nghiệp xanh, tham gia vào cái chống biến đổi khí hậu. Đây là quan điểm của tổng thống Joe Biden và bà Harry tiếp tục quan điểm đảng dân chủ. Ngược lại, tổng thống Donald Trump, thật ra mà Donald Trump cái năm 2019 ông là phát biểu một cách công khai thế này này, ông ta cũng thừa nhận cái chuyện biến đổi khí hậu, vì thế rút ra khỏi cái hiệp định Paris năm 2015. Quan điểm về công nghiệp của cựu Donald Trump là khác với bà Harry. Bởi vì hiên về khuynh hướng chuyển dịch nhìn công nghiệp sang công nghiệp xanh trong biến đổi khí hậu. Còn cựu tổng thống Trump thì tiếp tục kéo dài cái nhiên liệu hóa thạch. Đây là khác nhau nha, về môi trường. Khác nhau quan trọng nhất là kinh tế trong nước, tức là chính sách tài khoá, chính sách đồng tiền. Mà trong ngày vừa rồi thì tranh cử thì rất nhiều nơi thì cựu tổng thống Trump là tuyên bố công khai ông ta sẽ đánh tụt giá đồng đô la lại. Mà dư luận Mỹ mà nhảy như vậy thì nguy to. Bởi vì cũng phải nói công khai thế này, thông thường Trump nói mà đang cũng làm lẹo. Không phải ông ta nói thế nào ông làm thế đâu ạ. Ông ta tuyên bố công khai vừa rồi là gì? Tôi mà tổng thống tôi đánh tụt giá đồng nhân tệ xuống. Nhưng thực tế mách bảo thế này, cử tri Mỹ cũng tỉnh táo lắm. Trong 30 năm vừa rồi, chính quyền Mỹ các đời tổng thống là giữ cho cái đồng đô la ở vị thế mạnh. 30 năm đồng đô la mạnh đã mang lại lợi ích cho nước Mỹ. Cái lợi ích thứ nhất, khi đồng đô la mạnh như vậy thì vấn đề chi phí về lãi suất của chính quyền đối với các khoản nợ nó thấp. Cái lợi ích thứ hai là gì? Khi đồng đô la mạnh như vậy
thì cái sức mua của doanh nghiệp và người dân tăng lên. Đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Cái lợi ích thứ ba của đồng đô la mạnh là tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho chính quyền Mỹ có thể đi vay tiền các nước đổ tiền vào Mỹ. Cái lợi thứ tư của đồng đô la mạnh là khi đồng đô la mạnh thì Fed không cần phải tăng lãi suất liên tục thường xuyên. Chứ còn bà Harry thì cẩn thận. Bà Harry, bà cũng biết cái thân phận của bà. Bà không phải là giỏi giang về kinh tế. Nhưng bà phát biểu thế này: tôi thấy rằng trong cái quan hệ giữa đối với đồng đô la đó, thì quan điểm của tôi, bà Harry nói đấy, hãy dành một khoảng không gian độc lập cho Fed. Tổng thống không nên can thiệp trực tiếp vào Fed. Tổng thống ra lệnh cho Fed. Tôi cho quan điểm như vậy đúng đấy. Các tổng thống trước đây không có quyền ra lệnh cho Fed đâu. Điều chỉnh Fed, hướng dẫn Fed, hợp tác với Fed thôi. Thì quan điểm bà Harry đối với cái đồng đô la đúng. Như vậy còn khác nhau nhất định về chính sách tài khoá. Về mặt kinh tế, về công nghiệp thì như vậy. Một bên hướng về xanh của bà Harry, một bên hướng về cái năng lượng quá sạch. Về khác biệt lớn nhất của hai ứng viên này là người nhập cư. Đảng Cộng Hòa nói chung, cựu Tổng thống Donald Trump nói riêng, hết sức gay gắt về ngăn cấm người nhập cư. Chúng ta đừng quên năm 2016-2004 năm của nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, ông ta lại xây cái bức tường ngăn cấm Hoa Kỳ với Mexico cơ mà. Chính sách của Đảng Cộng Hòa nói chung là ông dám kiên quyết chống nhập cư. Giống mà ông nhập cư vào nguy hiểm lắm. Mất việc làm cho cử tri Mỹ, tạo ra hỗn loạn, tạo ra cái bất bình khủng bố, thậm chí là thêm cái bạo lực nữa. Ngược lại, đối lập lại đảng Dân Chủ khác. Nhập cư, nhưng có chọn lọc. Đây là quan điểm của bà Harry. Mà tôi nghĩ quan điểm này có phần hợp lý hơn và dễ được sự đồng thuận xã hội. Cái mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người chỉ nhập cư. Về kinh tế thì khác nhau như vậy. Chứ còn về đối ngoại, thì tôi cho rằng là đối với Trung Quốc thì giữa bà Harry và Donald Trump là gần giống nhau về mục tiêu. Tức là tiếp tục chính sách thuế quan với Trung Quốc. Chính quyền Joe Biden vẫn vậy đấy, vẫn thực hiện về cơ bản chính sách của Donald Trump trước đây. Nhưng mà khác nhau ở chỗ chính quyền Joe Biden và bà Harry sắp tới này, là huy động các đồng minh và đối tác trong cuộc đấu tranh kinh tế với Trung Quốc. Chứ còn ông Trump thì dùng phương pháp khác. Trump là một đối một, chơi song phương thôi ạ. Trump là chơi vỗ mặt, phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc năm 2017. Chuyện đối với Trung Quốc thì cái nhận thức hai người gần như nhau, nhưng mà biện pháp thì khác nhau. Biện pháp của chính quyền Joe Biden và bà Harry hiện nay khác. Áp thuế, bảo hộ, có tròn lọc ở mức độ. Và gần đây rõ ràng là cái áp thuế và cấm xuất khẩu hàng của Hoa Kỳ, nhất là cái chip điện tử và dây chuyền sản xuất chip, bị các công ty Mỹ phản đối. Chứ còn Trump thì không sao cả. Trump là chơi song phương, chơi thẳng. Chính quyền Joe Biden và bà Harry là hợp tác với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan và châu Âu trong cuộc đối đầu kinh tế với Trung Quốc. Thế như vậy là về đối ngoại, cả về kinh tế và chính trị thì họ thống nhất về nhận thức đối với Trung Quốc, cách làm khác nhau. Cái ta quan tâm nhất tức là cuộc chiến xung đột Nga-Ukraine. Thật ra ông Trump ông nói rằng là tôi mà làm tổng thống thì tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này hết một tiếng. Đây là cách nói của ông thôi ạ. Chứ làm gì có, không có gì có được. Nhưng mà tôi nói với các bạn rằng Donald Trump mà làm tổng thống thì chưa chắc là chấm dứt cuộc xung đột này nhanh hơn, mà thậm chí có nguy cơ để thành một cuộc chiến đấy lớn hơn cơ ạ. Chứ còn bà Harry làm tổng thống thì chắc chắn bà trung thành về chính sách cơ bản của tổng thống Joe Biden hiện nay, vẫn hợp tác với 32 quốc gia trong NATO, các đồng minh quốc tế khác nữa.
tiếp tục áp lệnh trừng phạt, buộc Nga phải dừng cuộc chơi lại, buộc Nga phải chấp nhận những cái yêu cầu cơ bản của chính quyền Ukraine. Chứ còn đối với cái trường hợp mà cuộc chiến Nga-Ukraine thì tôi nghĩ hoàn toàn là ẩn số đối với ông Trump. Chúng ta đừng vội tin ông, không có đâu ạ. Ông nói rằng tôi thì nhưng ngay viện trợ đối với Ukraine thì chắc chắn là dừng chiến tranh, thì ông nói như vậy chắc gì ông làm. Biết đâu thì bơm vũ khí ông cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của ông tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngày 9 tháng 6 vừa rồi, Tổng thống Joe Biden tuyên bố công khai với thế giới rằng là chúng tôi không cho phép chính quyền Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công sâu quá 300 km vào lãnh thổ Nga. Chứ còn chuyện này đối với ông Trump chứ khác đâu ạ. Chứ đối với con người mà cũng mang tính hơi thất thường, bốc đồng kiểu này thì chứ bị cái gì xảy ra cả. Chứ còn cái cuộc chiến tranh, cái xung đột Trung Đông là một ẩn số. Nhiều người cho rằng là ông Trump, ông sẽ ủng hộ Israel tuyệt đối như ông làm một nhiệm kỳ trước đấy nữa. Cái điều đấy là một cách lý giải thôi ạ. Chứ còn cái đảng Dân Chủ quan điểm khác. Riêng về Israel là bài toán khó nhất của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Họ khác biệt nhau vừa phải thôi. Cái đảng Dân Chủ thì phản đối chính quyền Tel Aviv nhiều hơn, là vì họ chà đạp lên cái nhân quyền, đánh vào Gaza hàng hồi đến hôm nay là 45.000 người chết rồi, phần lớn là trẻ em và phụ nữ thôi. Thì đảng Dân Chủ bất bình chuyện này thôi. Nếu còn đảng Cộng Hòa thì khác. Nên nhớ là Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ trước có hai cái tuyên bố mà gây dậy sóng cả thế giới. Một là ông đồng ý cái Jerusalem là thủ đô của Israel, và chính quyền Donald Trump đã chuyển cái đại sứ quán của Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem, chuyện đồng trời ông bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp nghị quyết Liên Hợp Quốc. Cái chuyện thứ hai là ông tuyên bố công khai rằng cao nguyên Golan là của Israel, bất chấp cái chuyện này cả châu Âu phản đối. Cho nên rõ ràng cái chính sách đối nội đối ngoại giữa hai người khác nhau lắm. Đối với Trung Quốc thì cơ bản là gần giống nhau, thì khác nhau biện pháp thôi. Chứ đối với hai cuộc xung đột lớn hiện nay là Nga Ukraine và Trung Đông thì rõ ràng tôi cho rằng là khác nhau lắm. Thưa quý vị, thực tế cho thấy khoảng cách giữa bà Harris và ông Trump đã thu hẹp một cách đáng kể trong thời gian gần đây. Điều này đã tạo nên những biến động mới trong cuộc đua chính trị căng thẳng. Người dân Mỹ sẽ đón nhận vấn đề này ra sao? Sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú tại Mỹ. Cuộc tranh luận diễn ra trước thềm bầu cử tổng thống vào tháng 11 được xem là cột mốc quan trọng để các ứng cử viên thuyết phục cử tri. Với những vấn đề trọng tâm như chính sách đối ngoại, kiểm soát biên giới và phục hồi kinh tế, các bên đang nỗ lực tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nhiều cử tri hy vọng cuộc tranh luận sẽ mang lại câu trả lời rõ ràng hơn cho những băn khoăn của họ trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ngay từ ban đầu, bà Jen O'Malley Dearn, người chủ trì chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, đã có những dòng chia sẻ đáng chú ý trên tờ Washington Post. Các cuộc tranh luận sắp tới nên được tiến hành vì lịch sử của cử tri Mỹ, chứ không phải để giải trí cho khán giả bằng những màn ồn ào hay gây rối, hoặc tiêu tốn thời gian tranh luận quý giá bằng những cảnh tượng hỗn loạn của sự chấp thuận hoặc phản đối trong diệu cực. Các chuyên gia trên khắp nước Mỹ đã đưa ra những ý kiến đa chiều về cuộc tranh luận sắp tới và chiến lược mà mỗi ứng cử viên nên áp dụng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị rằng các ứng cử viên nên tận dụng thời gian tranh luận để khắc sâu hình ảnh của mình như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và thấu hiểu nhu cầu của người dân Mỹ, thay vì chỉ đối đầu trực diện với đối thủ. Mục tiêu của cả hai là chứng minh họ sẵn sàng không chỉ cho cuộc tranh luận mà còn cho tương lai dài hơn khi đảm nhận vị trí lãnh đạo đất nước. Một thách thức lớn đối với Harris là bà cần phải vượt qua ấn tượng mờ nhạt từ các cuộc tranh luận tổng thống trước đây. Trong khi đó, Trump cần tránh thái độ thô lỗ, điều đã khiến ông mất đi sự ủng hộ của nhiều cử tri nữ vào năm 2020. Tại các bang trên khắp nước Mỹ, cử tri cũng đã có những ý kiến riêng về cuộc tranh luận sắp tới. Nhiều người bày tỏ kỳ vọng rằng các ứng cử viên sẽ tập trung vào những vấn đề thực tiễn như kinh tế, y tế và giáo dục, thay vì sa đà vào các tranh luận cá nhân hay chính trị hóa các vấn đề xã hội.
Tôi tin rằng liên danh Harris-Watt sẽ giúp Đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát quốc hội, bắt đầu từ cuộc đua tại đây, một trong những cuộc đua gay cấn nhất cả nước. Trump có nguy cơ thua lần nữa nếu ông ấy không tập trung vào vấn đề lạm phát và nhập cư. Cử tri ở đây muốn bàn về các vấn đề cụ thể. Tôi đoán là trong cuộc tranh luận sắp tới, ông ấy sẽ xuất hiện để nói nền kinh tế. Vì vậy, chúng tôi phải đến để ủng hộ ông ấy. Cuộc tranh luận sắp tới được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý lớn của cử tri trên khắp nước Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan điểm và quyết định cuối cùng của họ. Khi ngày bầu cử đang đến gần, cả hai ứng cử viên cần nỗ lực thể hiện rõ ràng lập trường và chiến lược của mình để thuyết phục cử tri trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức. Cuộc tranh luận này được đánh giá có thể sẽ là bước ngoặt quyết định trong chặng đua vào Nhà Trắng. Còn bây giờ xin được phép kết nối trực tiếp với phóng viên Thanh Tuấn tại New York, Mỹ. Xin chào phóng viên Thanh Tuấn, anh có thể chia sẻ trực tiếp cho khán giả đang theo dõi chương trình Bình luận Quốc tế hiện nay, không khí tại Mỹ đang như thế nào trước phiên tranh luận ngày 10 tháng 9? Xin chào biên tập viên Nga Vũ và Thiếu tướng Lê Văn Cương. Tuần này, chính trường và dư luận tại Mỹ tiếp tục sôi động với một loạt sự kiện, trong đó có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ. Không khí và dư luận tại Mỹ vài ngày trước cuộc tranh luận có thể gói gọn trong ba từ: sôi động, kỳ vọng và căng thẳng. Mặt trận truyền thông đang sôi động từng ngày khi tất cả các cơ quan báo chí truyền thông, mạng xã hội tại Mỹ đều tăng mạnh số lượng tin bài về chiến dịch tranh cử của hai đảng, về công tác chuẩn bị của hai ứng cử viên và dự báo, phân tích của giới chuyên gia về kết quả cuộc tranh luận cũng như cuộc chiến dịch bầu cử. Trong khi đó, quan chức và người ủng hộ của hai ứng cử viên đều cho thấy những kỳ vọng riêng. Sau màn tranh luận đầu tiên không như ý của Tổng thống Joe Biden trước ông Trump, một trong những lý do khiến ông phải rút lui khỏi cuộc đua, cử tri Dân Chủ đang chờ đợi và kỳ vọng vào làn gió mới trẻ trung hơn mang tên Kamala Harris trong màn đối diện sắp tới với ông Trump. Về phần mình, phe Cộng Hòa cũng không giấu giếm kỳ vọng rằng cựu Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục chứng tỏ ưu thế và hạ gục niềm hy vọng mới của Đảng Dân Chủ trong cuộc so găng đầu tiên trên sóng truyền hình. Nhìn chung, mọi sự chú ý đang đổ dồn về thành phố cổ kính Philadelphia, nơi hai ứng cử viên Tổng thống Trump và Harris sẽ tiến hành cuộc tranh luận. Tôi cho rằng không khí chính trị tại Mỹ những ngày gần đây thật sự rất lôi cuốn và rất đáng chờ đợi. Phóng viên đánh giá như thế nào về những chính sách mà hai ứng viên đưa ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay? Ai là người có lợi thế hơn và những lợi thế đó có phải là chìa khóa để thuyết phục người dân Mỹ bầu cho họ hay không? Theo dõi chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 tới thời điểm này thì tôi đánh giá đây giống kiểu một cuộc đua mang tính chất bình cũ, rượu mới và chưa có những thay đổi mới mẻ hoàn toàn. Với ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump, đó vẫn là chính sách MAGA đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, vốn đã quá quen thuộc và nổi tiếng trong chiến dịch bầu cử hồi năm 2016 và trong xuyên suốt nhiệm kỳ đầu tiên của vị Tổng thống thứ 45 này. Ông Trump chủ trương cắt giảm thuế, bao gồm cả thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân, đàm phán lại hầu hết các thỏa thuận thương mại để tối ưu hóa lợi ích, bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe chi phí phải chăng, Obamacare, siết chặt chính sách nhập cư và trục xuất người nhập cư trái phép. Về đối ngoại, quan điểm nước Mỹ trên hết khiến chính quyền Trump ưu tiên các hành động đơn phương, hoài nghi các thể chế quốc tế và yêu cầu các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn cho nhiệm vụ hỗ trợ an ninh. Trong khi đó, với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ, Phó tướng cho chính ông Joe Biden, nên các chính sách tới thời điểm này của bà Harris nhìn chung cũng hao hao giống với cả đường lối mà chính quyền Biden đã và đang theo đuổi. Đó là tăng mạnh thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân, nhất là thuế đối với người giàu, tăng chi phí cho các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ duy trì các liên minh chặt chẽ, thực hiện cách tiếp cận nhân đạo hơn trong vấn đề nhập cư. Về đối ngoại, bà Harris ủng hộ việc tăng cường các liên minh quốc tế, cách tiếp cận đa phương trong các vấn đề toàn cầu. Với bầu cử Mỹ, những vấn đề liên quan trực tiếp sát sườn tới lợi ích của người dân sẽ tác động tới quyết định của cử tri. Theo tôi, năm nay đó là chính sách thuế, là an sinh xã hội và đặc biệt là chính sách điều hành kinh tế. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, bà Harris đã công bố các chính sách kinh tế của mình. Theo thăm dò dư luận của Đại học Michigan thực hiện ngay sau đó, 42% cử tri Mỹ tin tưởng vào bà Harris trong vấn đề điều hành kinh tế, so với cả 41% tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump. Thưa phóng viên, mới đây bà Harris đã chấp nhận các quy tắc tranh luận với ông Trump. Vậy thì phóng viên có nhận định như thế nào về sự đồng thuận này? Cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris được điều chỉnh bởi một bộ quy tắc do Ủy ban tranh luận Tổng thống CBD và đơn vị đăng cai là kênh truyền hình ABC News thiết lập. Nhìn chung, các quy tắc này khá quen thuộc và giống với các quy tắc mà CNN đã áp đặt trong cuộc tranh luận hồi tháng 6 giữa ông Trump và ông Biden.
Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, tính cả giờ nghỉ giải lao. Mỗi ứng cử viên chỉ được phép mang một cuốn sổ tay, một cây bút và một chai nước. Micro chỉ bật cho người đang phát biểu, còn người còn lại phải để chế độ im lặng và chỉ có người dẫn chương trình mới được phép đặt câu hỏi. Với những nguyên tắc quy tắc như vậy, tôi cho rằng cuộc tranh luận sẽ không có những thời điểm đẩy lên cao trào, gay cấn, sẽ thiếu những màn đối khẩu hấp dẫn. Đây thật sự là một điều đáng tiếc đối với cả một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống được chờ đợi như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của phóng viên Thanh Tuấn thường trú tại Mỹ. Thưa chuyên gia, những ghi nhận vừa rồi đã cho thấy người dân Mỹ đang rất mong chờ vào kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới. Bởi trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm nay cho thấy cả Phó Tổng thống Harris và đối thủ của bà bên phía Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump đều tuyên bố đứng về phía những người lao động Mỹ. Điều đó phản ánh vai trò quan trọng của các cử tri công đoàn đối với kết quả bỏ phiếu tại các bang như Pennsylvania và Michigan, những nơi mà có mật độ cử tri công đoàn cao nhất nước Mỹ. Vậy thì quan điểm của chuyên gia như thế nào? Thật ra mà nói thì về kinh tế, người Mỹ người ta quan tâm nhất là cái kinh tế và đời sống thôi. Cả cuộc bầu cử của Mỹ trước đây nó mách bảo chúng ta rằng là cái quan tâm nhất của cử tri Mỹ là cái đời kinh tế và đời sống Mỹ. Cái người nào mà đưa ra được một phương án mà giải quyết kinh tế và đời sống tốt thì họ giành được đa số cử tri thôi. Chứ còn trong trạng thái Mỹ hiện nay đó, thì nước Mỹ hiện nay về mặt chính trị thì bị chia rẽ một cách khủng khiếp. Ngay trong nội bộ các đảng chia rẽ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chia rẽ mâu thuẫn nhau khủng khiếp. Cái giới tính qua Mỹ nó gần như không gắn về cái tầng lớp lao động bình dân và cử tri Mỹ nữa. Chứ rõ ràng là cái nguyện vọng của cử tri Mỹ, vấn đề đời sống và kinh tế là vấn đề số 1 hiện nay. Có thể rằng là ngày 10 tháng 9 này, Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra các cái kịch bản, các cái phương án ông thể giải quyết về kinh tế đời sống. Đến giờ phút này thì trong các cái vận động tranh cử thì cũng chưa đưa ra cái gì cụ thể cả. Ông ta chỉ nói là tôi phải khôi phục lại nền kinh tế nước Mỹ. Tôi phải đưa cái nền kinh tế nước Mỹ trở lại nó lớn. Tôi sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Mỹ đầu tư nước ngoài về nước Mỹ, trở lại nước Mỹ. Đấy, ông là nói thôi ạ. Chứ còn bà Harry thì trong kinh tế thật ra thì bà cũng nói rất cẩn thận và khiêm tốn. Ông bảo phải tập trung và giải quyết những vấn đề bức bách về đời sống kinh tế hiện nay. Đấy là cái việc quan trọng nhất của chính quyền. Quan điểm của Harry thì rõ ràng lắm, nhưng mà chưa đưa ra một gì cụ thể. Có thể nói rằng là vấn đề kinh tế, ngày 10 tháng 9 này, ai đưa ra được phương án về giải quyết bài toán kinh tế của Hoa Kỳ đáp ứng được cái nguyện vọng cử tri thì người giành thắng lợi. Tất cả là tôi cho rằng cái cuộc tranh luận mùng 10 tháng 9 này là có vai trò quyết định cái thắng bại. Mà tôi tin rằng là trong mùng 10 tháng 9 này thì Đảng Dân Chủ của bà Harry cùng với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ có một cái trình bày về giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội của nước Mỹ. Tôi thì tôi dự đoán rằng là có lẽ cái phương án của bà Harry sẽ được nhiều cử tri ủng hộ, cho dù người ta không vừa lòng với chính sách kinh tế của chính quyền Joe Biden. Nhưng người ta nghĩ rằng người ta chỉ cần có cái điều chỉnh nào đấy mà có khả năng nhìn thấy được. Chứ còn những cái tuyên bố khoa trương của cựu tổng thống Trump đó, thì người ta cũng yên tâm lắm. Thật tình mà nói như vậy. Bởi vì nền kinh tế nước Mỹ nói riêng và cả thế giới này nó liên quan đến kinh tế quốc tế thế giới. Cái người Mỹ được thụ hưởng cái đời sống cao hay thấp, tốt hay không tốt liên quan đến mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, của Mỹ với châu Âu, của Mỹ với các nước G7, của Mỹ với các nước phương Nam. Cử tri nào, đại biểu nào, ứng cử viên nào mà giải quyết được mối quan hệ không chỉ trong nước mà quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ phần còn lại của thế giới, nhất là Hoa Kỳ với gần được Trung Quốc và G7, thì tạo thêm điều kiện cho kinh tế trong nước phát triển. Chứ vấn đề không chỉ đơn giản là phát triển công nghiệp trong nước đâu ạ. Cái bài toán quan hệ quốc tế này về kinh tế quan trọng lắm, nó tác động trực tiếp đến cái nền kinh tế trong nước và đời sống người dân. Mà cử tri Mỹ rất lo lắng ông Trump. Ông ấy chơi kiểu song phương như 4 nhiệm kỳ trước. Ông ấy từ bỏ cái TPP. Ông ấy không thiệt tha về cái đa phương, mà tập trung vào song phương. Mà hơn nữa, ông ấy sẵn sàng chơi thuế quan với cả cái đồng minh bạn bè nữa.
ảnh hưởng trực tiếp đến cái tây Mỹ chứ ạ. Sau mười chị này, cựu cục đối thoại mười chị này thì cử tri Mỹ sẽ nghiêng về bà phó tổng thống Kamala Harris hiện nay. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sau một tháng kể từ khi đương kim phó tổng thống Kamala Harris tiếp nhận vị trí ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đã có nhiều biến động. Các cuộc thăm dò bầu cử ở cuối tháng 8 cho ra những kết quả trái chiều. Những biến động đó ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với phóng viên Thanh Tuấn, thường trú tại Mỹ. Thưa phóng viên đánh giá như thế nào về những biến động gần đây của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024? Trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui và trao tấm vé ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho bà Harris, chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 khá tẻ nhạt. Hầu hết các thông tin đều cho thấy những ưu thế của ứng cử viên Donald Trump. Không ít chuyên gia phân tích, thậm chí đã dự báo khả năng ông Biden thua trong ngày bầu cử 5 tháng 11 là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc Đảng Dân Chủ thay ngựa giữa dòng đã khiến hầu hết đều bất ngờ. Quyết định này đã làm sống lại không chỉ hy vọng chiến thắng cho Đảng Dân Chủ mà còn làm sống lại sức hấp dẫn của chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một Harris trẻ trung hơn, tươi mới hơn đã tiếp thêm sinh lực và niềm hy vọng cho các cử tri Dân Chủ, đồng thời cũng gây ấn tượng khá mạnh mẽ với cả các cử tri trung dung. Bên phía Đảng Cộng Hòa, ekip tranh cử của ông Trump có lẽ cũng không lường trước được kịch bản này. Bao năm qua, ông Trump chỉ xây dựng các chiến lược tranh cử để đối đầu và đánh bại ông Biden. Giờ đây, chắc hẳn ông cũng ít nhiều rơi vào thế bị động. Nhìn chung, tôi cho rằng việc Đảng Dân Chủ thay tướng chưa biết có đổi vận hay không, nhưng chắc chắn chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã hấp dẫn trở lại và kịch tính hơn. Cơ hội chiến thắng giờ đây tôi cho rằng chia đều cho cả hai ứng cử viên Trump và Harris. Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa ông Trump và bà Harris đang bị dần thu hẹp lại. Vì sao lại như vậy? Sự thăng tiến của bà Kamala Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ. Vốn nghi ngại về cơ hội của Tổng thống Joe Biden do những vấn đề về tuổi tác và sức khỏe của ông. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã tạo được lợi thế trước ông Biden kể cả ở những bang chiến trường. Nhưng sự hiện diện bất ngờ của bà Harris đã khiến cho kết quả các cuộc thăm dò trở nên sít sao hơn. Thậm chí kết quả thăm dò của báo The Hill mới đây còn cho thấy bà Harris đã vượt qua ông Trump để dẫn điểm tại 4 trên 7 bang dao động có vai trò cực kỳ quan trọng là Michigan, Wisconsin, Nevada và Pennsylvania. Tôi cho rằng sở dĩ có sự thay đổi này bởi hiệu ứng từ sự quyết định thay ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Rõ ràng Tổng thống Biden đã nhiều lần cho thấy sự hạn chế về tuổi tác và sức khỏe trong cuộc đua với ông Trump. Sự xuất hiện của bà Harris đã làm hồi sinh niềm hy vọng, niềm tin của các cử tri Đảng Dân Chủ. Cử tri không còn xa lạ với chính sách của ông Trump và ông Biden, song với Harris thì vẫn tiềm ẩn những điều mới mẻ, mới lạ và người dân Mỹ, cử tri Mỹ thì luôn thích những điều mới mẻ. Tuy nhiên, còn quá sớm để dự báo tuần trăng mật của bà Harris sẽ kéo dài tới tận ngày bỏ phiếu mùng 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ đã có một ứng cử viên nặng ký hơn. Xong để đánh bại ứng cử viên Trump của Đảng Cộng Hòa thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và chúng ta cần phải chờ đợi. Và phóng viên có nhận định như thế nào về những yếu tố bất ngờ của hai bên sẽ đưa ra vào phiên tranh luận sắp tới? Với những quy tắc mà đơn vị đăng cai ABC News công bố, hai ứng cử viên Trump và Harris sẽ không có nhiều đất diễn để đấu khẩu một cách bùng nổ. Ông Trump chắc chắn sẽ công kích đối thủ của mình, điều đã trở thành quen thuộc mỗi khi ông đăng đàn. Còn đối với bà Harris, kể từ khi nhận tấm vé ứng cử viên tổng thống từ ông Biden, bà Harris chưa hề tổ chức họp báo một cách riêng rẽ. Đó là điều khá bất thường. Do đó tôi dự đoán cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới là dịp để bà chính thức công khai các quan điểm đường lối chính sách của mình. Nhìn chung, do quy định mỗi ứng cử viên chỉ được phát biểu mới được bật mic và hai ứng cử viên thường không được phép rời khỏi bục phát biểu, cuộc tranh luận sắp tới sẽ thiếu như đi những lúc cao trào và cái tính hấp dẫn, tính bất ngờ tôi cho rằng sẽ không có nhiều. Cảm ơn anh Thanh Tuấn về những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ xin được quay trở lại trường quay với Thiếu tướng Lê Văn Cương. Vâng, thưa chuyên gia, Mỹ đang cáo buộc Moscow cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua mặt trận thông tin báo chí và truyền thông. Vừa qua thì đã có động thái trừng phạt hai cá nhân của Đài RT. Vậy thì chuyên gia đánh giá thế nào về hành động này? Thật ra thì cái cuộc bầu cử năm 2016 á, thì Mỹ, nhất là Đảng Dân Chủ, cũng là có hàng trăm cái lời phê phán cáo buộc Nga là can thiệp vào bầu cử để cho Tổng thống Donald Trump thắng và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Nhưng mà cuối cùng thì
phía Mỹ cũng đưa ra cái bằng chứng đâu cả. Mà không có bằng chứng thì chỉ có nói những miệng như vậy thì không thuyết phục được. Trong quan hệ trong nước, quan hệ quốc tế về án tài hồ sơ. Chứ bây giờ anh chỉ phỉ báng phê phán việc Nga can thiệp vào bầu cử để cho ông Donald Trump thắng. Cái điều đấy là nó một chiều thôi ạ. Chứ còn đưa ra chứng cứ không có. Không có một chứng cứ nào để nói rằng Nga can thiệp vào. Và chúng ta cũng không khẳng định hoặc phủ định Nga can thiệp hay không được. Quan điểm của tôi thì tôi cũng phủ định. Và tôi chưa có cơ sở để khẳng định. Cái chuyện này là bình thường thôi. Sao lại không can thiệp được? Nghe cả Trung Quốc vậy chứ ạ. Bởi vì cái người này lên thì có lợi ích hơn những người khác. Điều là bình thường, với chính trị học là bình thường thôi, không có chuyện gì đâu. Chỉ có khả năng can thiệp hay không là chuyện khác. Chứ còn tôi nghĩ có khả năng thì can thiệp hết thôi. Chẳng phải Nga với Trung Quốc với Mỹ đâu. Tất cả gần như đều chơi hết cả thôi. Mới có đủ sức làm không, có khả năng làm không thôi. Tôi nghĩ rằng là có một người bạn tốt, người thích ai thì người ta vẫn ủng hộ người đấy thôi. Một cuộc đời là vậy thôi, có gì đâu. Vâng, vậy thì nhân nói về đến Moscow thì trước đây trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông thì Tổng thống Putin đã có nói rằng ông ấy không đánh giá đặc biệt cho một vị nào, ví dụ như là so với Donald Trump, so với cả ông Joe Biden. Trong trước khi mà Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng cuộc tranh cử ấy ạ. Nhưng thời gian gần đây thì Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng ông ấy ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Vậy thì chuyên gia có đánh giá như thế nào về những tuyên bố này của Tổng thống Putin? Vấn đề bạn đặt ra rất hay đấy. Từ đầu năm 2004 này thì có mấy lần cái phóng viên nước ngoài đã phỏng vấn Tổng thống Nga Putin. Tất nhiên là họ khốn lắm, họ hỏi ông để xem thế nào thôi. Ông có thể nghe dư luận nói rằng là ngài ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, có phải không? Ông Putin trả lời khôn ngoan thế này nè. Tôi thì chẳng ủng hộ ai cả. Họ như nhau cả thôi. Chỉ có điều là Tổng thống Joe Biden thì dễ biết hơn, dễ đoàn định hơn. Chứ còn đối với cựu Tổng thống Donald Trump thì khó mà đoàn định. Thì tôi cho cái trả lời như vậy cực kỳ khôn ngoan và đúng đấy. Chứ ý Putin là tôi cũng chẳng ủng hộ ai cả. Ai cũng thế thôi. Nhưng người có thể đoán được, người không đoán được. Nhưng ngày 4 tháng 9 vừa rồi thì tại cái diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, lần đầu tiên Tổng thống Putin đã nói công khai là tôi ủng hộ ông Joe Biden, cũng có nghĩa là ủng hộ bà Harris. Tôi nói là một chính khách của một cường quốc như vậy nói điều này là không phải đơn giản đâu. Không phải chúng ta nói với nhau ở quán trà, quán cà phê đâu ạ. Một cái lời nói của Putin nó bay khắp thế giới. 8 tỷ người này biết, 330 triệu người Mỹ biết. Tại sao Putin lần này nói thẳng thế? Không còn úp mở gì nữa. Không còn chơi cái mà ngoại giao là che đậy gì nữa cả. Nói thẳng, tôi ủng hộ gì Joe Biden. Phải chăng tôi tin rằng ông Putin đã dự đoán tiên lượng được rằng cuộc bầu cử mùng 5 tháng 11 này, theo quan điểm của Tổng thống Nga Putin, là thắng lợi chắc chắn nghiêng về Đảng Dân Chủ, nghiêng về bà Phó Tổng thống Harris hiện nay. Nếu như mà không dự đoán được cái này chắc chắn như vậy này, thì tôi tin rằng Tổng thống Nga Putin không bao giờ dám đưa ra cái nhận định này. Tức là ông ta đã nắm chắc trong tay là bà Harris thắng thì mình dám nói. Chứ còn nói thật ra mà nói, nhưng không nắm chắc được mà bà thắng thì không dám đưa ra đâu. Mà tôi cho đây là cái thông điệp. Cái thông điệp rất là khôn ngoan, mềm mỏng của Tổng thống Putin đối với chính trị giới Mỹ nói chung, đối với Tổng thống đương nhiệm nói riêng và những người kế tục của mình nói riêng. Tức là Nga vẫn có khả năng đối thoại với Hoa Kỳ. Không nói ra, thực chất là như vậy.
tôi ủng hộ ông. Thì chắc chắn ta có thể nói chuyện với nhau được chứ ạ. Đấy là cái thông điệp ngầm. Nha. Dựa trên cơ sở mà Tổng thống Putin đã dự đoán được cuộc bầu cử này sẽ nghiêng hẳn về phía Belarus. Và cùng gửi một thông điệp rằng là thôi. Thì bây giờ trong thời gian vừa rồi chúng ta trục trặc nhưng sắp tới đây chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau được. Đấy là cái cách rất khôn ngoan về mặt chiến lược thao tác ngoại giao của Tổng thống Nga Putin. Vâng thưa chuyên gia, vậy thì liên quan đến cái việc mà nhận định và dự đoán của Tổng thống Putin với chiến thắng của bà Harris thì điều này nó có liên quan gì đến cuộc xung đột Nga-Ukraine không ạ? Có chứ ạ. Tôi nói thật với các bạn rằng là chúng ta rất khó nhưng ít ra có thể tiến lường được cái cuộc xung đột Nga-Ukraine dưới thời chính quyền Joe Biden và bà Harris có thể nói lo lắng nếu như ông Donald Trump trở lại làm chủ Nhà Trắng. Nên nhớ rằng cái dư luận Hoa Kỳ, dư luận phương Tây cũng không phải đúng. Dư luận Hoa Kỳ, phương Tây nói rằng là Tổng thống Donald Trump là ok với Tổng thống Putin. Ông là thừa nhận Putin là bạn. Mà tôi thích phong cách Putin. Thì ông Donald Trump nói như vậy. Và thậm chí là cái năm ngoái ông ta nói thế này này. Nếu tôi làm Tổng thống Hoa Kỳ nữa, thì cả nước châu Âu phải chi ra 2% GDP là quốc phòng. Nước nào mà không chi đủ thì tôi cho mặc cho ông Putin muốn làm gì làm. Thì dư luận của Mỹ và phương Tây nói chung nó có vẻ như nghiêng về cái quan điểm rằng ông Donald Trump là có thái độ quan điểm thân thiện với Putin. Nhưng mà tôi không tin. Thưa các bạn, tôi hoàn toàn không yên tâm thế nào cả. Tôi nghĩ, tôi rất lo lắng nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng thì không loại trừ cuộc chiến đánh mở rộng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga đấy ạ. Chúng ta hãy nhớ đến phong cách nói một đằng làm một nẻo của ông Trump đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, trong khi bà Kamala Harris sẽ tiếp tục những xu hướng chính sách hiện nay của Biden, thì có khả năng bà sẽ ngả nhiều hơn sang những lĩnh vực được liệt kê ở trên nếu bà trở thành Tổng thống. Sự thành bại của hai ứng cử viên phụ thuộc vào buổi tranh luận này. Chắc chắn quan điểm chính sách của cả hai ứng cử viên sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của các vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày 10 tháng 9 này, ai đưa ra đặt phương án về giải quyết bài toán kinh tế của Hoa Kỳ đáp ứng được cái nguyện vọng cử tri thì người giành thắng lợi. Ông Trump chắc chắn sẽ công kích đối thủ của mình, điều đã trở thành quen thuộc mỗi khi ông đăng đàn. Tôi tin rằng ông Putin đã dự đoán tiên lường được rằng cuộc bầu cử mùng 5 tháng 11 này theo quan điểm của Tổng thống Nga Putin là thắng lợi chắc chắn nghiêng về Đảng Dân Chủ, nghiêng về bà Phó Tổng thống Harris hiện nay. Bà Harris chưa hề tổ chức họp báo một cách riêng rẽ, đó là điều khá bất thường. Do đó, cuộc tranh luận trực tiếp sắp tới là dịp để bà chính thức công khai các quan điểm, đường lối chính sách của mình. Tôi nghĩ, tôi rất lo lắng nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng thì không loại trừ cuộc chiến đánh mở rộng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga đấy ạ.